Đây là một loại thuốc có thể giải được tàn ngay trong nhà hoặc trong nhà hơi lộn xộn, buôn bán được ế ẩm. Đây dùng thuốc này có thể giải được và đem lại sự may mắn, buôn bán được khấm khá trở lại, giải được cái tà ma quá nhiễu trong đất đai. Đây dùng cái thuốc này và bùa để thực, hai cái dùng chung lại và tay xong trong nhà hoặc trong quán có thể làm ăn và buôn bán được được khấm khá trở lại. Buôn bán mà không không có khách thì ta dùng thuốc này, thuốc bùa bài thuốc để giải trừ trong trong gia đạo, trong trong quán của mình, giải cái tà tà cái âm khí nó ra khỏi thì trong gia đạo hoặc là trong quán của mình được buôn bán và làm ăn được thuận lợi trở lại. Những nhà mà hay xào xáo trong gia đình, tình cãi, làm ăn không yên ổn, phải dùng cái thuốc này, là thuốc này từ từ lá cây, từ cái vỏ cây, năm loại những ngũ hành nó trộn lại. Quán xe của mình từ quán cà phê hoặc là buôn bán các vật dụng hoặc buôn bán nhà, buôn bán đất, để có thể dùng cái thuốc này để xong trong nhà trong đất mình buôn bán thuận lợi được buôn bán được. Ta dùng cái bùa quấn khách này ta dùng buồn cái bùa quấn khách này và gói thuốc này ta xong trong nhà, ta bỏ than vô kệ lửa để trước nhà, để trong trong nhà khuôn viên nhà,
nó mà bỏ một kẹo lửa vô, đầu ra ta bỏ một một gói thuốc này, bỏ một gói thuốc trước và một lá bùa sau, ta xong trong trong nhà thì ta có cái tà ma hoặc trong nhà có cái âm trách xấu, nó giải được tất cả các việc trong trong đất đai, cái thể giải được làm ăn trở lại được ngon lành và buôn bán được khấm khá hơn, thuận lợi trong cái việc làm ăn. Các cái tín chủ, các người khách rất là để dùng thuốc này và bùa này làm ăn rất ngon lành và thuận lợi. Có thể thuốc này đem xuống ghe thuyền đang làm ăn ở dưới nước đó, thì xuống sông, chiếc thuyền nào trở biển làm ăn lịch sự, làm ăn thì không ngon lành, dễ hay thường khách. Tại đây là dùng thuốc và bùa này để xong dưới thiền để làm ăn trở lại ngon lành trở lại. Thuốc và bùa này có thể là thu ké lên ghê, đem lại may mắn, đem lại thuận lợi làm việc, thuận lợi làm ăn cho thuyền lan ngựa nước. Nhưng mà nằm chẳng lúc cuối là bà thằng chăm chăm là chủ mộ nằm thằng chủ đứa là ô nó đi nét chẳng là rí hồ sửa là chẳng ô ni thằng bà ô chủ mộ ô chủ là hố là thằng ô xăm xăm gì bà sắp nó là chẳng sắp cái thằng quỷ nào thằng này dữ dữ chụp nào.